Hello, chào mọi người. Sáng nay thì Liên đoàn Thiên Hà có gửi một thông điệp qua kênh dẫn kênh là Maria Lutis về những cái thông báo mới dành cho Lao cơ, nên là mình sẽ dịch nó lại cho các bạn nha. Mời các bạn Attention nghe. to the last 48 hours. Message to the light workers in ascension and star seeds. I bring a message from the hierarchies of light for the light workers in ascension and star seeds. In the last 48 hours, there has been a flow of high intensity energy occurring in the last 12 hours. The intensity reached new levels, and this intense energy impacts how we feel both individually and collectively. This energy will take 3 to 5 days to integrate. The good news is that you will feel more comfortable after this integration. This change also intensified the symptoms of ascension, which are pressure on the frontal chakra, difficulty sleeping, headaches and ringing in the ears, fever, auditory sensitivity, ear blockage, tingling in the scalp, body aches, nausea, stomach pain, and exhaustion. The world around us acts as a mirror to show us what we need to work on for our own spiritual growth and healing. You are working and spiritually ascending. You are working with the divine and healing past wounds and betrayals. Ascendants are entering higher timelines, rediscovering their inner strength. Ascension guides are always near. Very soon, they will enter a greater and more complete clarity that will act as a catalyst for true purpose. Here, many are entering into abundance, a new generational wealth in the new earth that is conquered by the soul. Many rewards of the soul await you, and this higher timeline is bringing greater stability in all areas of life and in all kinds of connections. The Spirit is blessing this ascending land, and the ascendants are breaking and healing generational curses, healing karma from the ancestral line and past wounds based on traumatic experiences. This new energy on our ascending planet is bringing many blessings with generational wealth. Ascending means that there will always be an awakening for more truth, eradicating all false beliefs about oneself and the world in general. The lifting of the veil of illusions is continuous, questioning all limitations. The soul knows that a divine plan is in action despite the external chaos. The light workers, as spiritual stars, whose light illuminates the darkness here on the ascending earth. They are here on earth to bring greater awareness, light, love, and peace to a world consumed by darkness. The collective purpose has been successful so far. Our beautiful planet has made a historic turn, and the ascending individuals are preparing for a 5D consciousness civilization. The reality on the new earth, spirituality, respect, freedom, mindfulness, authenticity, seeing everyone as one, based on love, service to others, creativity, and organic reality. As unity consciousness, the connection of unconditional love with the energy of the source of the universe and our love for Gaia. Many are now consciously choosing their ascension at this transformative moment. We are the hierarchy of light. I wish you a great day and send you a hug full of love and light. I am Maria Lustig, guardian of the flame of light, in service to humanity and enlightenment of the new earth. Voice by We Are Positive Worldwide. Always remember that you are the most important person in this world. We love you very much. We are with you at every step. We value your presence. We are your cosmic family of light. We are your source of eternal light and love. We are your beacon of light on the path. Thank you. Thank you. Thank you. Cảm ơn thông điệp từ Maria và Liên đoàn Liên Hà, Liên đoàn Liên Hành Tinh Thiên Hà. Trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta cũng thấy rằng những cái triệu chứng của bệnh sốt, bệnh cảm, ho. Mấy ngày nay mình cũng vẫn còn bị nè. Mà ngày hôm qua thì nó đỡ rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì bắt đầu sốt trở lại. Đó cũng là một cái biểu hiện bình thường của cái việc là chúng ta đang nhận những cái nguồn năng lượng thôi. Trong 2 ngày cuối tuần thì Hiền cũng dành rất là nhiều thời gian để thiền định và đi bộ ở ngoài trời, rồi đi
tiếp xúc với thiên nhiên, ôm cây xanh, đi bộ chân trần. Hiện chúc cho các bạn cũng sẽ nhận được thật là nhiều năng lượng và có thể sẽ chuyển đổi ADN thật là tốt. Và bên cạnh đó thì chuẩn bị cho những cái sự thay đổi trong các cái sứ mệnh ở cái thời gian sắp tới. Ngoài ra nữa thì thời gian gần đây thì Liên đoàn Liên Hành Tinh cũng đã có rất là nhiều những cái đợt đổ bộ xuống trái đất. Cụ thể thì các bạn sẽ thấy rằng là Prepare for contact. đã có rất là nhiều cái thông báo của Liên đoàn Liên Hành Tinh về việc là hãy chuẩn bị cho cái sự liên hệ của các cái tàu vũ trụ đối với những cái Lightworker mà đã hoàn thành quá trình thức tỉnh và có cái khả năng manifest, tức là mình sẽ có khả năng kiểu thiền định và kết nối với các cái bạn cũng biết rằng là các chủng tộc ở ngoài trái đất như là Andromeda hay là Arcturus, hoặc là ví dụ như là Sirius, hoặc là người Pleiadian đó, thì hiện tại họ đang đổ bộ xuống rất là nhiều quốc gia và Hiền có gắn ở dưới cái đường link ở trên cái Facebook của Hiền cái những cái biểu hiện mà họ đã xuống gần đây để các bạn xem thêm nha. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái việc chữa lành nó không phải là chỉ để cho chúng ta sẽ học một chút về tâm linh đâu, mà là để cho chúng ta có thể có cái năng lực hấp thu được cái năng lượng của vũ trụ, năng lượng từ từ Chúa, năng lượng từ nguồn, năng lượng từ hỗ trợ của các cái chủng tộc ánh sáng và hành tinh, để họ sẽ đến hỗ trợ cho chúng ta. Và tất cả những chuyện này là những việc có thật. Hiền cũng sẽ đính ở dưới cái phần link comment những cái bằng chứng để cho thấy rằng người ngoài hành tinh hiện tại thì họ đang đến và đổ bộ rất nhiều quốc gia, và tất cả những cái thánh thần mà mình đã gặp trước đây trong cuộc sống của chúng ta thì cũng đều là những cái linh hồn ánh sáng mà có cái tuổi linh hồn già cổ đó, họ xuống để họ truyền lại những cái kiến thức ở Liên đoàn Liên Hành Tinh cho chúng ta biết, tức là cái mà chúng ta gọi là thiên đường đó. Thì những cái thành tựu khoa học kỹ thuật mà chúng ta biết ở trên bề mặt trái đất mà như của Albert Einstein hay là của Leonardo da Vinci, hoặc là của nhìn mình nói rất là nhiều lần là của những cái thiên tài kiệt xuất, hầu hết đều được truyền dạy bởi người ngoài hành tinh. Và trong quá trình đó thì các đĩa bay họ sẽ đến để họ sẽ liên lạc trực tiếp và họ sẽ đưa lên đó, thậm chí là những thành tựu AI nữa. Do đó thì chúng ta cũng sẽ chú ý rằng tất cả những việc chúng ta rèn luyện nó cũng là cái cách để chúng ta có thể kết nối chúng ta với thế giới thần thánh và với thế giới của Higher Council Federation, tức là Liên đoàn Liên Hà, Thiên Hà, Liên Hành Tinh đó, như Hiền nói đó. Thì các bạn xem cái video này with nhé. us what to do. We greet you along with the members of your Lyran star family who are here with us for this transmission. We want to inform you that we will be coming closer to you, making our ships visible at specific times each day. You can stay near your sacred places and ancient portals, as these are the areas we visit most frequently. The high frequencies in this area facilitate our visibility, and the growing expectation of people to see us there encourages us to make ourselves visible. If you want to create such an area closer to your home, create an energy vortex to facilitate our approach. You can do this by meditating in a specific place and tuning into your frequency. Call us, and we will help you establish the energy vortex. Some of you may choose to work with a crystal that can hold the vibration of the place. Listen to your intuition and create your own meeting place with us. Some of you are perfectly prepared to meet us physically, while other beings are becoming more aware of our vibration and our motherships. Spread messages of love and peace, as this is precisely what we bring. This is a new reality aligned with an open heart filled with love and enthusiasm for living the most exciting lives possible. Are you ready? After creating your sacred space, designate a specific area where contact will take place. Place a candle, a statue, or create a piece of art that carries your vibrational signature, and there simply say, "This is the place I am now preparing for my first contact." Know that once you say it, you begin to crystallize that timeline. Some of you are ready to receive and share our telepathic messages. We call on all energy workers, light workers, channelers, mediators,
and all good-hearted people who wish to live a life in unity and experience what they should do. Everyone can live in a 5D reality. Take a step forward. Take the initiative and talk about us. Have the courage to break the shell because, through you, many will change their beliefs. Have the courage to write about us, to share what we say, to facilitate healing sessions, and to share our love for humanity and all the support we provide. Have the courage to make your voice heard because you are the main creators and are destined to generate a new reality. We love you beyond mind and matter, space and time. We are the Galactic Federation of Light. I have the courage to post this message here and now. I am permanently in high vibrational frequency to have contact with my older brothers from other galaxies. I am aware that thanks to their guidance, their support through the Divine Source God Father Mother, and the command of Master Sananda, the 5D ascension process of Earth will be fulfilled in perfect peace, harmony, unity, light, and universal, divine, and unconditional love. I am Maria Lustig, Guardian of the Flame of Light, and I am serving on Gaia, voice for We Are Positive worldwide. Always remember that you are the most important person in this world. We love you very much. We are with you at every step. We value your presence. We are your cosmic family of light. We are your source of eternal light and love. We are your beacon of light on the path. Thank you, thank you, thank you. Chúng ta vừa lắng nghe thông điệp của người Lion là các cái linh hồn ánh sáng đến từ hành tinh Lion. Và tất cả những thông điệp này thì chắc chắn là chúng ta cũng cảm nhận thấy là không chỉ riêng người Lion mà thời gian vừa qua thì có rất là nhiều người từ các cái hành tinh khác với cái nền văn minh cao hơn đến trái đất và truyền dạy lại kiến thức cho con người ở trên trái đất. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, tức là từ thời điểm này trở đi thì chúng ta sẽ thường xuyên được tiếp nhận cái sự có mặt của người ngoài hành tinh ở nhiều nơi. Trong đó thì tại Việt Nam cũng đã có một số cái đợt đến thăm, thì là chúng ta chưa được biết. Và sắp tới thì chúng ta sẽ thường xuyên thấy những cái điều này, đặc biệt là những bạn Lightworker thì khi mà các bạn rèn luyện các cái năng lực để kết nối với thế giới thăng thiên, chúng ta sẽ có khả năng sẽ mời được và họ sẽ đến để gặp chúng ta vào buổi tối như là các bạn đã thấy. Thì hiện tại họ đã đến ở nhiều nơi trên thế giới mà có cái cổng năng lượng cao, ví dụ như là các kim tự tháp hoặc là các cái khu vực đá cổ ở trên thế giới. Những bạn nào học thêm những cái kiến thức về các cái địa điểm mà cung cấp năng lượng và cổng năng lượng chính ở trên trái đất thì chúng ta đều biết chuyện này. Hiền hy vọng là chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe là thứ nhất, chúng ta sẽ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và không có dư thừa các cái chất dinh dưỡng mà nó không tốt cho các luân xa. Chúng ta cũng sẽ rèn luyện cái lòng tử tế, tình yêu thương của chúng ta và lan tỏa cái ánh sáng và tình yêu thương đó cho mọi người. Biết ơn các bạn vì các bạn đã xem video này và cầu chúc cho tất cả các bạn luôn đạt được những cái niềm vui, bình an trong tâm hồn. Và tiếp tục chúng ta sẽ rèn luyện tốt để chúng ta sẽ có cơ hội, chúng ta có thể liên lạc trực tiếp với Liên đoàn Thiên Hà. Chào mọi người nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.